Rồi cái này ha, mình làm cái mảng nó gọn gọn lại chút đi, làm vậy nó dài quá rồi. Làm cái cho nó dễ dễ, cho nó gọn lại chút. Còn số nào đâu? Đủ chưa? 1, 2, 3, 4. Thứ 4 hả? Đâu đại đâu đại. Rồi. Ủa sao nó báo hả? Thiếu gì quên này. À có rồi hả? Bây giờ. Rồi bây giờ mình có một cái mảng. Có một cái mảng 10 phần tử đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 phần tử. Từ 1 cho đến 9. Rồi bây giờ mình hướng xuất ra đúng không? Xuất ra thì cách thứ nhất là mình chơi cái trò duyệt. Duyệt một cái rẹt rồi nó ra kho đó. Cách thứ hai ở đây người ta có gợi ý cho mình một cái cách nữa. Là mình xuất mà mình xuất một lượt luôn. Thì mình có thể xài toString. Array.toString tức là nó ép nguyên một cái mảng thành một cái dải chuỗi. Được không? Thật ra cái này thì cũng không xài nhiều nhưng mà kệ, cứ xài thử cho nó vui. Rồi, array chấm to array, như array có array s, array s. Nhớ nha, array s chấm to string ép nguyên một cái mảng thành cái chuỗi. Rồi, dạ ơi, bật nẻ ra nè. Ok chưa? Rồi nó có gì nữa? Nó có array.sort. Sort tức là sắp xếp mảng. À sắp xếp mảng này nó đuối lắm á. Ở đây nè, chấm sort. Rồi đưa vô cái A. Hiểu chưa? Rồi quý vị coi nè, sắp xếp mảng nha. Kinh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thấy nó sắp xếp được không? Nó sắp xếp tăng dần á. Mình ra lời lệnh sort là tự động sắp xếp. Ê, cho mình. Hiểu chưa? À array chấm binary sort. À tức là nó kiếm một phần tử ở trong cái mảng coi có hay không. Rồi array chấm fill mở ngoặc mảng phải không, nó đổ tất cả các giá trị thành không hết. Không hết thì vậy. Rồi ở đây nó có những hàm mà nó gợi ý cho mình đó. Rồi đây nó yêu cầu là nhập năm sinh viên và xuất tăng dần theo alphabet. À cái này thì nó cũng hơi mệt, là tại vì mình chưa học cái đối tượng viết kiểu kiểu này cũng hơi cực á. Cái này mà biết hướng đối tượng rồi nó dễ hơn. Rồi ở đây chấm sọ không thể thực hiện sắp xếp giảm các kiểu không so sánh được. À thật ra là sắp xếp giảm hả? Sắp xếp mình thử nghiệm cái coi nha, mình quên mất tiêu rồi. Ý nó nói là sắp xếp tăng dần, không có sắp xếp giảm dần được. Nhưng mà chỗ này mình có thể thử nha. Tôi quên mất tiêu rồi nha, tôi thử nha. Nói trước là chưa biết là thành công hay không. Collection chấm là gì ta?
Ờ, cái này phải là đối tượng mới được integer nó không cho. Nếu mà integer, nếu mà nó là đối tượng integer thì nó cho mình sắp xếp giảm á. Ừ, có phải không nha? 98765321 nè. Nhưng mà nếu mà integer bình thường nó không chịu. Rồi quý vị có cái lệnh là sắp xếp giảm á, à, tức là mình ghi là array.sort a rồi collection.revert order, nhưng mà cái chỗ này á, nó cái này nó phải là đối tượng, chứ nếu mà nó là kiểu bình thường thì là không được. À, không sao hết, từ từ mình sẽ hiểu được cái đối tượng là cái gì. Đó là chỗ này để đối tượng nè, nó được nè. À, đó thì xài lệnh này nó sắp xếp giảm nè. Nhưng mà trong cái slide đó người ta viết là sắp xếp giảm, thuật toán sắp xếp array sort không thể thực hiện được sắp xếp giảm, à, các kiểu không so sánh được, tức là nó xài mấy cái biến bình thường thì sao sắp xếp cũng được, sắp xếp giảm được. À, còn đối tượng thì sắp xếp được nha, đối tượng sắp xếp được. Rồi vậy nếu mà mình không sắp xếp giảm được kiểu in này thì mình sử dụng giải pháp thuật toán. Mình có thể sử dụng thuật toán sắp xếp. Cái thuật toán này ha, nó nếu mà quý vị nào học đại học á, nó có một cái môn gọi là môn thuật giải á, cấu trúc dữ liệu và thuật giải á, giải thuật á, thuật giải giải thuật cái cũng nữa. Thì trong đây quý vị sẽ học cái sọt này kinh dị lắm, đủ thứ các kiểu á, sắp xếp tăng, sắp xếp rồi có là symbol sort, buffer sort, quick sort, merge sort, session sort, rất là nhiều cái. À, nhưng mà thật ra mà nói quý vị chỉ cần thuộc một cái thôi, lấy một cái xài được rồi. À, ở đây mình không có thời gian mình phân tích kỹ từng chút. À, thì bắt chước đi cũng được. Rồi nó sắp xếp vậy nè, for in y bằng 0 y nhỏ hơn a.len y cộng cộng. Rồi nó chơi một cái là for lòng vô. For lòng for tức là trên trong for có for con. For. Rồi ở đây nó làm một cái bài toán so sánh, nếu a thứ y lớn hơn a thứ z thì nó làm một bài toán swap in tạm bằng a thứ y, a thứ y bằng a thứ z, a thứ z bằng tạm. À, rồi nó xuất cái mảng ra nha. Rồi chạy thử nè, kết 98765321. Khoan, chỗ này họ được cái thứ không mà thứ y mới đẹp. 1 2 4 5 6 7 8 9, hiểu chưa? Vậy muốn nó giảm giờ cái này nó sắp tới tăng dần, còn muốn nó giảm dần sửa dấu lại nè. 98765321, cái tăng dần cái giảm dần, chịu không? Rồi cái bài toán này là cái thuật toán về sắp xếp ha, mình không có thời gian mình mổ xẻ nó. Nó hơi tùm lum tà la ha. Nó khổ cái là cái like nó cũng hơi nhanh, đâm ra là mình demo cái đó cũng không kịp nữa. Không có phân tích kịp ha, demo rồi nhưng mà không phân tích kịp. Rồi. Chịu chưa? Thank you.